con mang đi cho mang cho bao bao tiền bao lâu một cục. So here we have a Thai dessert that I got off the tray at the food vendor. Let's see what's inside. There were a variety of them there. See, this is a banana leaf, and it gets steamed inside there. It's probably sticky rice with something sweet. So we take off this little stick, and oh, this is sangkaya. Okay, so that's like a pumpkin or a kaboka squash. It would have some coconut cream mixed in there and palm sugar too. And then here's the sticky rice or sweet rice or glutinous rice all steamed together. What a delicious bundle of joy that will be. What a great country. It's for breakfast. That costs you pennies too, you know? Thank you.
Chay, ito anong tanya nana? Mata yeah? Mata anong tanya nana? Ito, maayang tanya daw kaya daw tanya. Anong man ngay daw tag dong nani? Daw ang ngay. Ngay daw dong. Ah, đập phê hiện tại chắc đang ngọt đấy cả đàn. Nên ngọt thì chắc ngọt thường xuyên. Ồ. Tại nó tam đấy đó, tam gram du gram chắc. Đưa về tam dạ phê là gram rung nơi này đó. Chắc vậy ha. Ngày ốc hả? Ờ, chắc. Chắc nó ăn mà cả lộ mà, nó xin vừa đi. Không muốn ăn thẻ. Chân tích bia chanh khéo thế cho bà tôi biết mặc lâu rồi chân bên bà kia ấy đạn nó nóng lắm rồi đạn nó nóng lắm rồi bà xe hôm bên bà kia số hay chân cho mặc ấy mặc đạn oxygen nhưng mà mặc ở đây mặc á nắng về là về khỏi lực bị tắc máu về ngọt mà nên sa khai xanh như thế này nên sa khai bò hay dạng này tay tốc mũi như này tay nó không chết vui chẳng cả ở đây nông nơi quanh chỗ bố nằm với những hàng kê thông mấy cái miền là tu của chợ đã tu của chợ ấy nhiều mơ thì miền thường từ mót thường thấy thật ra với